Hello, xin chào cả nhà. Đây là team tình nguyện điều phối lấy mẫu. Hôm nay thì Hen sẽ lấy ở Bình Tân đó cả nhà. Đây là Hen, đi một vòng xem Hen như thế nào nhé. Ồ, tự nhiên thấy lạnh quá nè. Sao trời lạnh dữ ta? Đùa thôi, trời nóng lắm, làm gì mà lạnh. Yes, chúng ta sẽ có bên này. Đây là chị Mâu thì Thành Thủy, Á Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 đó. Chị đang thay đồ nè, vừa thay đồ về 8 xuyên Việt nhé. Kể về tình hình vừa qua mình đi như thế nào ấy mà. Rồi bây giờ Hen sẽ viết tên cho chị Thủy. Viết tên để làm gì? Để nhận diện cho dễ đó cả nhà. Trước mặt nguyên cái bộ đồ này ai cũng như ai hết, thấy mới con mắt à. Đôi khi mình cũng không nhận ra nữa. Viết tên cho dễ gọi nhau nè. Chị Thủy tên trên rất là đẹp luôn, nhưng mà chị Thủy lại thích gọi tên dễ thương hơn, đó là Thủy. Thủy, mình viết chữ Thủy nè. T H Y ngắn dấu hỏi Thủy. Thôi bắt đầu công việc nào. Anh ơi, cho em xịt miếng cồn nhé. Anh ơi, cho em xin kiểm tra thông tin của anh nào. Rồi, cảm ơn anh. Xin mời anh đi ạ. Rồi, chị ơi, xin mời chị đi ạ. Rồi, anh ơi, khoan, dừng lại, cho em xịt khoảng cho anh nhé. Anh đợi đây một chút nha, khi nào ở trên xong thì em mời anh lên nha anh. Rồi, ở trên thì đang lấy mẫu như vậy nè. Các y bác sĩ làm thủ tục này hết. Mình cũng sợ cái bàn này lắm ở cả nhà, nên phải tránh xa cái bàn này ra. Bởi vì bàn này rất là nhiều mẫu khác nhau, vi khuẩn bay lên. Đó là mình tưởng tượng thôi, nên là mình không có dám lại gần cái bàn này đâu. Mình phải ở dưới để điều phối người dân nè. Rồi chị Thủy kiểm tra nè. Ồ, chị Thủy nhiệt tình lắm luôn cả nhà ơi. Bổ sung thêm thông tin cho anh ấy. Rồi đưa cho anh ấy. Rồi lại lấy lại luôn. À, xịt khuẩn, làm rớt cái bút luôn. Này, trả lại anh nè. Rồi chị Thủy làm việc khác. Trời ơi, mọi người hãy nhìn kìa. Bộ đồ cho chị Thủy thương quá. 1m78, làm gì có đồ bảo hộ nào mà có thể vừa với chị ấy. Quá là thời trang luôn cả nhà ha. Quý vị có thể thấy là team điều phối làm rất là tốt nè. Có một cái khoảng cách an toàn, kiểm tra thông tin của người dân và hướng dẫn cách cho người dân có thể lấy mẫu. Trời ơi, công việc đã xong rồi cả nhà. Quay ngắn gọn vậy thôi, chứ cái này là làm việc từ lúc 8 giờ sáng tới 1 giờ mới xong đó cả nhà. Bây giờ xong rồi thẫn thờ luôn, cả nhà có thấy không? Và tiếp theo sau khi mỗi công việc này kết thúc, đó là team tình nguyện phải test lấy mẫu. Nhà mình thấy không? Đó, anh Thanh Trần đã lấy xong rồi. Tiếp theo là Hen nè, đi ra xịt Hen nè. Đó, rồi kéo cái khẩu trang xuống nè. Thoải mái nha, lúc này đừng có lo nghĩ gì cả. Rồi thọt nào, cho đi sâu, ngoái nè. Ngoái này mình phải thả lỏng, hít thở vào bình thường đó. Lên cái là xong rồi đó. Phê. Tiếp theo là chị Mén nè. Đó, cả nhà thấy không, team tình nguyện rất là bình thản để lấy mẫu luôn. Xong xuôi. Mặt chị phê luôn nè. Xong rồi, cảm ơn các y bác sĩ nha. Cảm ơn các y bác sĩ nha. Hẹn xin phép về đây. Rồi cả nhà mình ở nhà giữ sức khỏe, đảm bảo an toàn. Nhớ là luôn luôn tích cực nhé cả nhà ơi. Thực hiện đúng 5K. Rồi xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé cả nhà. Bye bye.